Xin chào các em. Hôm nay chúng ta vào chương 2 sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Bài 27, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật, trong đó chúng ta sẽ có yếu tố hóa học và các yếu tố vật lý. Một la mã là chất hóa học, hai la mã là các yếu tố lý học. Một la mã chất hóa học thì gồm có một nhỏ chất dinh dưỡng, hai nhỏ là chất ức chế sinh trưởng. Hai la mã các yếu tố lý học thì gồm có một nhỏ là ánh sáng, hai nhỏ là nhiệt độ, ba nhỏ là pH, bốn nhỏ là độ ẩm, năm nhỏ là áp suất thẩm thấu. Một la mã chất hóa học, một nhỏ chất dinh dưỡng. Thì em có nhận xét về sự thay đổi của cơm trắng sau 2 ngày để ngoài không khí. Thì cơm trắng sau 2 ngày để ngoài không khí thì sẽ bị vi sinh vật xâm nhập phân giải, và nó vi sinh vật nó sẽ lấy cái nguồn dinh dưỡng này từ đâu? Lấy nguồn dinh dưỡng này từ từ cơm. Thì vậy chất dinh dưỡng đối với vi sinh vật là gì? Thì chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hóa để làm gì? Để tăng sinh khối hoặc là thu năng lượng. Vai trò của chất dinh dưỡng, chúng ta sẽ có các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ như là carbohydrate, lipid, protein. Thì các chất hữu cơ sẽ cung cấp chất hữu cơ tạo nguồn năng lượng cho vi sinh vật để vi sinh vật sử dụng trong các hoạt động sống. Các chất hữu cơ chứa các nguyên tố vi lượng như kẽm, mangan có vai trò là điều hòa các quá trình thẩm thấu hoặc hóa enzyme. Đây chúng ta sẽ nói về một cái khái niệm về yếu tố nhân tố sinh trưởng. Khái niệm nhân tố sinh trưởng. Nhân tố sinh trưởng là một số chất hữu cơ cần cho sự sinh trưởng vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ, của ví dụ như axit amin, vitamin, vân vân. Dựa vào nhân tố sinh trưởng, chia vi sinh vật thành hai nhóm. Là vi sinh vật khuyết dưỡng là không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng, và vi sinh vật nguyên dưỡng là tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng, ví dụ như vi khuẩn E. coli, tryptophan âm để kiểm tra thực phẩm có tryptophan hay không? Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Thì khi cho vi khuẩn E. coli, tryptophan âm vào thực phẩm, nếu mà em thấy vi khuẩn E. coli sinh trưởng được thì điều đó chứng tỏ trong thực phẩm nó có tryptophan. Còn ngược lại, nếu vi khuẩn E. coli không sinh trưởng được thì chứng tỏ trong thực phẩm đó không có tryptophan. Hai nhỏ là chúng ta nói về các chất ức chế sinh trưởng. Đây, trên hình là chúng ta thấy là khi chúng ta bị trầy xước thì chúng ta sẽ sử dụng cồn hoặc là oxy già, thuốc đỏ, vân vân để làm gì? Để vệ sinh, sát trùng vết thương. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cồn. Vậy thì việc vậy thì cồn và iốt nó có tác dụng gì trong việc xử lý vết thương? Nó sẽ có tác dụng là giúp sát khuẩn. Và chất giúp cho sát khuẩn hay là chất ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm cho vi sinh vật không sinh trưởng được, hay là làm chậm cái tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật. Trên đây cô có cái bảng về các chất hóa học và ứng dụng. Các chất ức chế sinh trưởng như là các hợp chất phenol, các loại cồn, iốt, trụi iốt, clo, các hợp chất kim loại nặng, các anhydrid, các loại khí ethylene oxide và các chất kháng sinh. Và ứng dụng là người ta sẽ sử dụng trong phòng thí nghiệm, bệnh viện, thánh trùng trong y tế, hoặc là khử trùng nước, hoặc là dùng trong y tế thú y, hoặc là sử dụng trong công nghệ thực phẩm, v.v. Em hãy kể tên những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, gia đình và trường học. Đây là thuốc kháng sinh, đây là cồn, oxy già,
xanh, nước sa phen, thuốc đỏ là những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, gia đình và trường học. Ở đây cô có xà phòng Lifebuoy. Thì xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không? Thì theo như quảng cáo thì xà phòng Lifebuoy sẽ diệt được 99,9% các loại vi khuẩn. Thì xà phòng thì khi mà chúng ta sử dụng thì các em thấy là nó sẽ tạo bọt. Khi chúng ta rửa dưới nước thì nó sẽ trôi đi cái bọt đó và kèm theo các vi sinh vật trôi theo. Thì xà phòng không phải là chất diệt khuẩn mà xà phòng là chất loại khuẩn. Vì sao khi mà rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hay thuốc tiết pha loãng 5 đến 10 phút? Và chúng ta thường sử dụng nhất là khi chúng ta sẽ ngâm dưới nước muối là dễ sử dụng nhất. Tại sao? Vì cái môi trường nước muối pha loãng là cái môi trường ô trương, thì trong môi trường này vi sinh vật sẽ bị mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh. Còn trong thuốc tím thì sẽ tạo ra oxy nguyên tử có tác dụng oxy hóa mạnh, từ đó làm cho vi sinh vật không thể phân chia. Hai la mã, các yếu tố lý học thì ở đây cô sẽ có một cái bảng phân công nhiệm vụ cho từ nhóm 1 đến nhóm 5. Nhóm 1 sẽ làm nhiệt độ, nhóm 2 làm độ ẩm, nhóm 3 làm pH, nhóm 4 làm ánh sáng và nhóm 5 làm áp suất thẩm thấu. Đây là một cái phiếu học tập tìm hiểu đặc điểm của các yếu tố lý học. Thì các yếu tố lý học như nhiệt độ, độ ẩm, pH, ánh sáng, áp suất thẩm thấu, em sẽ làm cho cô cái cơ chế tác động và cái ứng dụng của các yếu tố lý học đó. Một nhỏ, nhiệt độ sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng sinh hóa trong tế bào, và căn cứ vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia vi sinh vật thành 4 nhóm: vi sinh vật ưa lạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nhiệt, vi sinh vật ưa siêu nhiệt. Và ứng dụng, nếu mà ở nhiệt độ cao thì người ta sử dụng để thanh trùng, ví dụ như ta đun nước để uống, nấu chín thức ăn và khử trùng dụng cụ y tế. Nhiệt độ thấp thì kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật, ví dụ như người ta bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, đun sôi nước uống, hoặc là dùng nhiệt độ cao để nấu chín thức ăn, dùng nhiệt độ thấp để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh? Thì trong tủ lạnh có nhiệt độ thấp làm ức chế hoạt động của vi sinh vật nên ta có thể giữ được thức ăn trong tủ lạnh tương đối lâu. Nhiệt độ nào thích hợp cho sự sinh trưởng của vi sinh vật ký sinh ở trong động vật? Nhiệt độ phù hợp cho vi sinh vật ký sinh ở động vật là 30 đến 40 độ C. Hai nhỏ, độ ẩm. Độ ẩm thì cái hàm lượng nước quyết định độ ẩm, cho nên chúng ta sẽ nói về vai trò của nước. Nước là dung môi của các chất khoáng, dinh dưỡng. Nước là cái yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thụy phân các chất. Ứng dụng, khống chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, ví dụ như chúng ta sẽ phơi sấy khô nông thủy sản để bảo quản. Đây, chúng ta sẽ phơi thủy sản như là phơi khô mực vân vân, hoặc là phơi tỏi là nông sản. Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn? Bởi vì vi sinh vật đòi hỏi có độ ẩm cao, thức ăn mà chứa nhiều nước là cái môi trường tốt cho sự phát triển của vi sinh vật, cho nên mà thức ăn nhiều nước sẽ dễ bị nhiễm khuẩn. Ba nhỏ, pH. pH sẽ ảnh hưởng đến tính thấm qua màng, chuyển hóa vật chất trong tế bào hoặc tính enzyme, tổng hợp ATP. Vi sinh vật được chia thành 3 nhóm: vi sinh vật ưa axit, vi sinh vật ưa kiềm và vi sinh vật ưa trung tính. Thì ứng dụng tạo môi trường nuôi cấy thích hợp, ví dụ muối chua, rau, rau quả, làm thịt chua, sữa chua, vân vân. Ta sẽ ứng dụng làm nem chua nè, dưa chua, làm sữa chua. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh? Sữa chua là một loại thực phẩm lên men, có chuyển hóa axit lactic tạo nên môi trường axit nên nó ức chế hầu như mọi loại vi sinh vật. Bốn nhỏ, ánh sáng. Ánh sáng sẽ tác động đến sự hình thành bào tử, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng. Thì ứng dụng là cung cấp năng lượng cho vi sinh vật có ích để quang hợp, tiêu diệt hoặc ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, ví dụ trị bệnh bằng tia laser. Ứng dụng là để sử dụng tia tử ngoại để phơi quần áo, phơi lúa. 5. Áp suất thẩm thấu. Áp suất thẩm thấu
ảnh hưởng là sẽ gây con vi sinh, làm cho vi sinh vật không phân chia được, ứng dụng người ta sẽ sử dụng làm mứt, siro, làm thực phẩm ướp muối để bảo quản, giống như là các loại cá. Hay thịt ngâm nước mắm nè, làm mứt, mứt dừa. Rồi đây là một cái bảng tổng hợp ha, đây là một bảng tổng hợp các em dễ ghi nhận. Đây, chúng ta tiến hành củng cố. Hãy chọn các phương án đúng trong các câu sau. Câu 1, nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất. Chúng ta sẽ chọn đáp án B. Cần các sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được. Câu 2, đường là một chất hóa học. Khi dùng đường để ngâm quả mơ làm nước giải khát, nồng độ đường ở hai bên màng tế bào vi sinh vật có trong lợ mơ chênh lệch, khiến cho nước trong tế bào vi sinh vật bị rút ra ngoài gây hiện tượng con vi sinh, làm cho tế bào vi sinh vật không phân chia được. Điều nào sau đây là đúng? A là áp suất thẩm thấu thay đổi lớn đã ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật, và C ở đây yếu tố vật lý sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật, đó là áp suất thẩm thấu yếu tố thứ năm. Đáp án D, A và C. Câu 3, clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh vực D, thanh trùng nước máy. Câu 4, khi tiêm kháng sinh cho bò sữa, sau đó dùng sữa bò để làm sữa chua thì không thể lên men sữa chua được, vì sao? A, vì trong sữa bò còn tồn đọng kháng sinh, ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic. Hãy đánh dấu X vào ô chữ D hoặc chữ S để xác định các phát biểu sau đây. Câu nào đúng, câu nào sai? 1. Vi sinh vật huyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng. Sai. Vi 2. Vi sinh vật nguyên dưỡng là vi sinh vật tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Đúng. 3. Ứng dụng của các hợp chất kim loại nặng là diệt bào tử đang nảy mầm và các thể dinh dưỡng. Đúng. 4. Ứng dụng sản xuất nước sạch được dựa trên cơ chế tác động của các aldehyde. Sai. 5. Các loại cồn và iốt được dùng nhiều trong bệnh viện để thanh trùng. Đúng. Bài tập về nhà, em hãy trả lời các câu hỏi sau. Hỏi trả lời câu hỏi sau, hãy đề xuất qua ví dụ về phương án, phương pháp bảo quản thực phẩm có thể áp dụng ở địa phương của em, dựa vào cơ chế tác động của các yếu tố hóa học, lý học đối với sự phát triển của vi sinh vật và tình hình thực tiễn ở địa phương em. Hãy giải thích cụ thể cơ sở khoa học của từng ví dụ đưa ra. Về nhà các em sẽ học và trả lời câu hỏi sách giáo khoa và hoàn thành cái phiếu học tập yếu tố lý học hóa học đến sinh ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Đây, bài đến đây là hết. Cô chào các em, chúc các em học tốt, đăng ký và chia sẻ video cho các bạn cùng xem và cùng học trong mùa học online này nha các em. Cô chào các em.